Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình thời sự thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Nhiều người Ukraine chạy trốn khỏi các khu vực Nga đang muốn sáp nhập. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ Nga ở Ukraine là hoàn toàn bịa đặt. Thượng viện Mỹ phê duyệt khoản viện trợ mới trị giá 12 tỷ USD cho Ukraine. Xe của quan chức do Nga dựng lên bị nổ tung trong cuộc tấn công ở Ukraine. Lính Nga bị gọi nhập ngũ ngay lập tức đầu hàng các lực lượng Ukraine. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhiều người Ukraine chạy trốn khỏi các khu vực Nga đang muốn sáp nhập. Kính thưa quý vị, khi Nga chuẩn bị sáp nhập một vùng lãnh thổ lớn của Ukraine sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở 4 tỉnh, hàng trăm người Ukraine tìm cách chạy qua trạm kiểm soát cuối cùng của Nga trong khu vực. Nhiều người cho biết họ đã rời đi trong khi vẫn có thể. Luke Bomin Boyko, 43 tuổi, đến từ Colobristan, một ngôi làng ở tỉnh Kazan do Nga chiếm đóng, cho biết trong khi chờ đợi hôm thứ Tư bên ngoài văn phòng viện trợ của Liên Hợp Quốc cùng với gia đình tại một buổi tiếp nhận người tị nạn. Thật nực cười, chẳng ai bầu cả, thế mà kết quả lại ra như vậy. Anh Boyko nói, rất nhiều người đang bỏ lại tất cả, có những nơi hoàn toàn bỏ hoang. Mọi người đều muốn ở Ukraine và đây là lý do tại sao mọi người rời đi. Ở đó là một nơi vô luật pháp, toàn bộ các ngôi làng đang rời đi. Những người chạy trốn khỏi lãnh thổ do Nga nắm giữ nói rằng cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý đã được thực hiện bởi những người cầm súng, buộc mọi người phải bỏ phiếu trên đường phố. Họ có thể thông báo bất kỳ điều gì họ muốn. Không ai bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này ngoại trừ một vài người đã đổi phe. Họ đi từ nhà này sang nhà khác nhưng không ai ra ngoài. Anh Boyko nói, hiện tại các lực lượng Nga đã cho một số người ra khỏi các vùng bị chiếm đóng của các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia thông qua một trạm kiểm soát. Không ai biết tuyến đường này sẽ mở trong bao lâu. Nỗi sợ hãi lớn nhất là những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu sẽ bị ép buộc phải tập hợp vào lực lượng Nga khi Moscow tuyên bố lãnh thổ là của Nga. Boyko nói rằng anh không biết liệu những người đàn ông ở độ tuổi nhập ngũ vẫn có thể rời đi nữa hay không. Tatiana Dobrovets, một y tá 46 tuổi, đến từ Velika Labitika ở tỉnh Kazan cho biết, những người lính Nga hỏi chúng tôi rằng, tại sao bà lại chạy khỏi Nga? Và tôi nói rằng, vợ chồng tôi muốn đến thăm hai đứa con đã đến nơi an toàn ở Lviv 2 tháng trước, chứ không thể nói gì khác. Cặp đôi thu thập quần áo của họ, từ bỏ nhà của họ và rời thị trấn sớm vào Chủ nhật. Quân đội Nga ban đầu cấm họ đi ra, nhưng sau 3 đêm đã thả họ. Chúng tôi rời đi bởi vì chúng tôi cảm thấy áp lực, những cánh cửa đang đóng chặt và chúng tôi sẽ không thể rời đi. Chủ cửa hàng Lyudmila Sapronova, 48 tuổi, cho biết, khi các trường công lập yêu cầu chuyển sang chương trình giảng dạy tiếng Nga và các lớp học bằng tiếng Nga vào tháng tới, cô không muốn cậu con trai 13 tuổi của mình quay lại trường địa phương. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của tôi bây giờ. Cô tiếp tục, ngay sau khi chúng tôi đi qua trạm kiểm soát, bức ảnh đầu tiên tôi chụp là lá cờ Ukraine. Tôi rất vui. Dòng phương tiện dài đến mức bạn không thể nhìn thấy điểm cuối. Một người đàn ông khác, Andrey, 37 tuổi, kể lại trong khi đứng bên chiếc xe buýt nhỏ màu vàng dính đầy bùn mà anh ta đến cùng vợ, 2 đứa trẻ và cha mẹ. 70% người dân bỏ đi vì cuộc trưng cầu dân ý, không có điện, không có khí đốt, không có việc làm và đột nhiên bạn nhận được một cuộc trưng cầu. Một công dân đến từ Paris Lab ở tỉnh Kherson cho biết, nó hoàn toàn vô nghĩa, tôi không biết một người nào trong số những người tôi biết đã đi bỏ phiếu. Nga cho biết, việc bỏ phiếu diễn ra tự nguyện và tỷ lệ bỏ phiếu cao. Các quan chức thân Nga đã công bố những gì họ mô tả là kết quả cho thấy sự ủng hộ áp đảo đối với việc sáp nhập. Kiev và các nước phương Tây gọi cuộc trưng cầu là hoàn toàn giả mạo nhằm biện minh cho việc sáp nhập lãnh thổ bằng vũ lực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ Nga ở Ukraine là hoàn toàn bịa đặt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi các thông báo của các lực lượng thân Nga ở Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ việc gia nhập Nga là hoàn toàn bịa đặt và được chế biến ở Moscow. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Newsweek cho biết, đây là ý chí của Moscow, không phải ý chí tự do của Ukraine hay người dân Ukraine. Price nói rằng, Mỹ cho rằng Nga sẽ cố gắng sáp nhập lãnh thổ Ukraine dựa trên cuộc trưng cầu dân ý giả tạo. Ông Price nói, Nhưng cho dù Tổng thống Putin và những người hỗ trợ của ông ấy có cố gắng tuyên bố điều gì đi chăng nữa, thì những khu vực này vẫn đang và sẽ vẫn là một phần của Ukraine. Ukraine có mọi quyền để tiếp tục bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Price cũng cho biết Bộ Ngoại giao sẽ công bố các biện pháp bổ sung để đáp lại. Price nói, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận những nỗ lực của Nga nhằm sáp nhập các phần của Ukraine. Thượng viện Mỹ phê duyệt khoản viện trợ mới trị giá 12 tỷ USD cho Ukraine. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ kinh tế và quân sự mới trị giá 12 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Quyết định trên được các thượng nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ nhất trí, ủy quyền cho Tổng thống Joe Biden chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ lấy số vũ khí và vật liệu trị giá 3,7 tỷ đô la Mỹ trong kho của quân đội Mỹ cung cấp cho Ukraine. Bên cạnh đó là khoản viện trợ 3 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí, vật dụng và tiền lương cho quân đội Ukraine và 4,5 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp cho Kiev giữ ổn định nền tài chính của đất nước cũng như duy trì hoạt động của chính phủ và cung cấp các dịch vụ cho người dân Ukraine. Trước đó vào ngày 28 tháng 9, Mỹ đã công bố khoản viện trợ quân sự mới bao gồm vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ để củng cố các lực lượng của Kiev trong trung hạn và dài hạn. Theo tuyên bố của Ngũ Giác Đài, gói viện trợ mới này bao gồm 18 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao cùng với đạn dược, các hệ thống radar, thiết bị chống máy bay không người lái, 150 xe bọc thép và 150 phương tiện chiến thuật. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, giai đoạn viện trợ vũ khí mới sẽ mất vài năm để xây dựng và chuyển giao, tập trung vào nỗ lực cung cấp cơ sở hạ tầng quốc phòng lâu dài của Ukraine, trong khi các đồng minh và đối tác tăng tốc các gói viện trợ và đạn dược phù hợp cho những nhu cầu cấp bách nhất. Quan chức này cũng cho biết, HIMARS đại diện cho một thành phần cốt lõi của lực lượng chiến đấu Ukraine trong tương lai. Cũng trong ngày 28 tháng 9, Ngũ Giác Đài tuyên bố rằng Mỹ dự định tăng cường sản xuất các vũ khí hỏa lực tầm xa đặt trên mặt đất, hệ thống phòng không, vũ khí đối đất và các năng lực khác cần thiết để duy trì quân đội Ukraine trong dài hạn. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết gần 20 quốc gia khác cũng đồng ý mở rộng cơ sở công nghiệp và đẩy nhanh sản xuất những vũ khí có thể thay thế các thiết bị từ thời Liên Xô và Nga của Ukraine bằng các hệ thống hiện đại được NATO sử dụng. Những thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đã phát hiện động viên khoảng 300.000 lính nghĩa vụ được cho là để thay thế và tăng viện cho lực lượng ở Ukraine. Một quan chức Mỹ cho hay, việc chuẩn bị sẵn sàng cho những binh sĩ mới huy động sẽ là thách thức đối với Điện Kremlin về cung cấp hậu cần cần thiết cũng như đào tạo họ. Theo một quan chức quốc phòng, gói vũ khí được công bố gần đây nhất của Mỹ cho Ukraine, bao gồm các vũ khí và thiết bị, sẽ mất từ 6 tháng đến 2 năm để giao hàng và đòi hỏi các nhà thầu quốc phòng khởi động lại hoặc tăng cường sản xuất. Ukraine cũng sẽ nhận thêm 150 chiếc Humvee bọc thép, cho phép quân đội vận chuyển binh sĩ và cơ động xung quanh chiến trường trong các chiến dịch tấn công. Bên cạnh đó, Kiev cũng được hỗ trợ thêm trên 200 phương tiện, giúp cho họ vận chuyển thiết bị hạng nặng, đi kèm với việc được phương Tây cung cấp một lượng lớn vũ khí hạng nặng. Gói này còn bao gồm các hệ thống được thiết kế để khắc chế những vũ khí mà người Nga đã sử dụng trong cách hiệu quả, trong đó có các radar có thể phát hiện pháo binh và máy bay không người lái đang bay tới. Ukraine hiện có 26 bệ phóng tên lửa di động tiên tiến, bao gồm 16 hệ thống HIMARS của Mỹ và 10 bệ phóng M270 cũ hơn do Mỹ sản xuất, được Anh và Đức cung cấp. Xe của quan chức do Nga dựng lên bị nổ tung trong cuộc tấn công ở Ukraine. Hôm thứ Năm, thị trưởng thành phố Ivan Fedorov cho biết chiếc xe của một quan chức do Nga dựng lên đã bị nổ tung trong một vụ tấn công ở Melitopol, phía đông nam Ukraine. Fedorov, thị trưởng của một thành phố hạng trung của Ukraine, cho biết ông đã nhận được thông tin từ các lực lượng kháng chiến Ukraine rằng chiếc xe của công tác viên hàng đầu địa phương Alina Sapunova đã bị phóng hỏa. Sapunova, người đứng đầu một trường cao đẳng kỹ thuật địa phương, được bổ nhiệm làm giám đốc giáo dục của Melitopol sau khi cuộc chiến của Tổng thống Nga Putin bắt đầu vào tháng 2. Fedorov viết trên tài khoản Telegram của mình, một người trong cuộc sống yên bình đã trở nên nổi tiếng với nhiều âm mưu tham nhũng trong trường đại học, đã tìm thấy thiên chức của mình. Cô ấy đứng đầu bộ phận giáo dục của nghề nghiệp và giúp đỡ những người chiếm đóng bằng mọi cách có thể để thiết lập một chế độ giáo dục phân biệt chủng tộc. Thị trưởng trích dẫn các nhân chứng, nói rằng Sapunova vẫn còn sống, nhưng cô ấy đã sợ hãi đến chết. Trước đó vào sáng thứ Năm, Fedorov nói rằng một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy trong một khu dân cư của Melitopol gần trường cao đẳng kinh tế và công nghiệp. Tờ RIA Melitopol cũng đưa tin trên Telegram rằng xe của Sapunova đã bị đánh bom và cô ấy vẫn còn sống. Sergei Brakchuk, phát ngôn viên quân đội khu vực Odessa, cho biết trên kênh Telegram của mình vào hôm thứ Năm rằng một chiếc ô tô màu đỏ đã phát nổ ở Melitopol. Vào ngày 5 tháng 5, văn phòng công tố Zaporizhzhia City nói rằng Sapunova bị nghi ngờ về chủ nghĩa cộng tác. Theo một cuộc điều tra vào tháng 3, cô đã tự nguyện đồng ý đứng đầu cơ quan giáo dục được tạo ra bất hợp pháp sau khi lực lượng Nga chiếm giữ lãnh thổ. Cô được cho là đã yêu cầu tổ chức quá trình giáo dục ở Melitopol theo các tiêu chuẩn của Nga. Nhiều quan chức thân Nga đã bị giết trong tháng này ở Ukraine. Vào ngày 16 tháng 9, các nhà chức trách cho biết Ukraine đã tấn công các tòa nhà chính phủ ở vùng Kazan bị chiếm đóng ít nhất 5 lần bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp, khiến cho ít nhất một người thiệt mạng và những người khác bị thương nặng. Ekaterina Kubareva, phó người đứng đầu chính quyền do Nga thành lập ở Kazan, cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ đình công, một cuộc họp đang được tiến hành giữa những người đứng đầu thành phố và các quận, huyện của thành phố. Trong một diễn biến khác vào ngày 16 tháng 9, ở phía bên kia của đất nước, sau khi Golchenko, tổng công tố viên của Cộng hòa Nhân dân Lưu Hành tự xưng do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, và Ekaterina Steklenko, cấp phó của ông, đã bị giết bởi một quả bom. Hãng thông tấn nhà nước Interfax của Nga cho biết đã xảy ra vụ nổ tại văn phòng của họ, trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp. Nguyên nhân của vụ nổ không rõ ràng. Và tại Kobian bị chiếm đóng bên trong của vùng Zaporizhzhia, Oleh Boyko, một phó thị trưởng phụ trách nhà ở và dịch vụ cộng đồng do người Nga bổ nhiệm, và vợ của ông là Lyudmila, người đứng đầu Ủy ban bầu cử lãnh thổ địa phương cho cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga, cũng đã bị giết vào ngày 16 tháng 9, Interfax đưa tin. Nga cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các quan chức do Điện Kremlin bổ nhiệm, những người đã làm việc với Moscow trong cuộc chiến của Putin. Lính Nga bị gọi nhập ngũ ngay lập tức đầu hàng các lực lượng Ukraine. Một binh sĩ Nga đã đầu hàng các lực lượng Ukraine chỉ vài ngày sau khi được triển khai chiến đấu dưới lệnh động viên bắn phường toàn quốc của Tổng thống Putin. Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã đăng một video trên kênh Telegram của mình vào hôm thứ Ba với chủ đích cho thấy một binh sĩ Nga đã ra đầu hàng sau khi bị gọi nhập ngũ 5 ngày trước từ khu vực phía tây Rostov, giáp biên giới với Ukraine. Ông cho biết đây là trường hợp đầu hàng đầu tiên của binh sĩ bị gọi nhập ngũ trong lệnh động viên vừa được ông Putin ban bố vào ngày 21 tháng 9. Các binh sĩ của Lữ đoàn 92 đã bắt được một người lính được huy động đang sợ hãi, run rẩy trong khu rừng gần Kobian ở miền đông Ukraine. Anh ấy đã đào ngũ khỏi đơn vị quân đội của mình và cố gắng trở về Nga, nhưng bị lạc. Chodrash Chernko, người thường xuyên chia sẻ các video cho thấy những khó khăn của quân đội Nga ở Ukraine, viết trong một chú thích. Trong video, người đàn ông đã nói rằng anh ta bị gọi nhập ngũ và bị đưa vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Nga theo hợp đồng. Anh cũng kêu gọi người dân Nga không nghe theo những lời tuyên truyền và không tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine của Putin và chỉ ra con số thương vong cao của phía Nga. Người đàn ông Nga đã nói rằng anh ta đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ vào ngày thứ Ba sau khi bị xung quân và anh ta mới chỉ gặp chỉ huy đơn vị của mình một lần. Newsweek không thể xác minh độc lập tính xác thực của video, cũng như điều kiện quay video và các liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine. Nó được đưa ra khi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên trang Facebook của họ rằng người Nga đã được triển khai mà không được đào tạo thích hợp vì Moscow tiếp tục chịu tổn thất về quân nhân. Các đơn vị của Nga đang bắt đầu tiếp nhận các quân nhân đã bị gọi nhập ngũ, như một phần của lệnh động viên bán phần, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết như trên, đồng thời lưu ý rằng các binh sĩ mới đến chưa được đào tạo trước khi triển khai ở Ukraine. Bài đăng cho biết, ngoài việc huy động một phần, giới lãnh đạo quân sự chính trị của Liên bang Nga đang tiếp tục triển khai cái gọi là tự động viên, những người bị kết án tội hình sự đang gia nhập các đơn vị chiến đấu ở Ukraine. Pavel Otto, một nhóm pháp lý được thành lập gần đây do luật sư nhân quyền lưu vong Ivan Pavlov thành lập, cũng đã báo cáo rằng quân đội Nga được huy động đang được gửi đến tiền tuyến mà không được đào tạo hoặc kiểm tra sức khỏe. Nhóm này đã công bố một đoạn video vào hôm thứ Ba về một người lính được điều động và nói rằng đơn vị của anh ta được thông báo rằng họ sẽ gửi ra tiền tuyến mà không cần huấn luyện. Xin chào mọi người, đây là Trung đoàn 1 Thiết Giáp đang phát biểu. Chúng tôi sẽ lên đường đến Kazan vào ngày 29 tháng 9, vì vậy hãy tự suy nghĩ. Nghĩ sao thì nghĩ, không có thực hành nhắm vào mục tiêu, không có lý thuyết, không có gì cả, anh nói. Newsweek không thể xác minh tính xác thực của video này. Một ngày trước đó, hãng thông tấn độc lập tiếng Nga MediaZona đã nói chuyện với vợ của một cư dân được điều động từ Lipetsk ở miền Tây của nước Nga. Người này nói rằng trung đoàn của chồng cô đã được gửi ra tiền tuyến ở Donbass sau một ngày huấn luyện. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptva@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.